Xin chào các bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô. Anh em muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc có thể vào group thợ sửa ô tô, link tôi đã để ở phần mô tả. Tối hôm nay tôi lại có một cái câu chuyện, tức là cái vấn đề là cái bệnh này là tôi đã làm và đã gặp. Hôm nay tôi chia sẻ một cái câu chuyện như này, ban bệnh như này để anh em có thể tham khảo và có thể là một lúc nào đó là sẽ gặp ban bệnh như thế thì mình có thể là dễ giải quyết hơn, đỡ bị vướng mắc. Tôi có một cái câu chuyện tôi muốn chia sẻ cho các anh em là cái bệnh này là của một con Kia Morning. Con này là đời 2007 thôi. Đời này, nó là đời rất là sâu đấy, nhưng mà nó cái bệnh này là rất là quái oăm. Khi người ta đánh đến, người ta sửa, tức là gì, xe nó chỉ là mỗi cái tình trạng nó bị khói và ăn dầu. Cái nhiệm vụ của mình là mình chỉ có thay xe măng. Đánh đến là tình trạng xe rất ngon, mỗi cái hiện tượng là nó bị lỗi đèn check thôi. Nhưng mà thực ra cái dòng Hàn Quốc này, cái dòng ví dụ dòng xe Kia, nó lỗi đèn check nên không có vấn đề gì mấy, vẫn đi được, người ta vẫn đi, người ta vẫn chạy bình thường. Mỗi tội là khi đến mình, sau khi mình thay xe măng xong, tất cả mình làm xong xuôi ngon lành hết thì lên mình khởi động lỗ bình thường. Nhưng mà nó lại có một cái hiện tượng như này, nó lỗ được một lúc thì là nó lại bị bỏ mất hai máy. Tức là gì, nó bỏ mất, nó có bốn máy, con này nó bốn máy thì nó bỏ mất máy số 2 và số 4. Thế sau khi nó bị cái hiện tượng bỏ máy này thì bắt đầu mình mới quay ra là bắt đầu mình xử lý. Bỏ máy là trước tiên là mình phải kiểm tra buji trước, tháo buji ra xem có hiện tượng gì không. Thì thực ra là buji thì mình thay cả bốn con được thôi, bởi vì là buji của ô tô nó cũng rẻ, nó không gì đắt, nên là kiểm tra buji cảm thấy kém là mình thay luôn cả bốn con. Thay buji xong lỗ thì vẫn bị cái hiện tượng đấy, thế bắt đầu mình lại quay ra kiểm tra mô bin thì cái lúc mình thử ấy thì điện vẫn bình thường, nhưng mà cứ lỗ lên một lúc là y rằng nó lại là bị bỏ hai máy. Có nghĩa là gần như là toàn bộ xử lý, ví dụ như dây cao áp này, thay dây cao áp này, kim phun tháo hết ra, thông rửa lại, nghi ngờ bơm xăng yếu, thay cả bơm xăng, gần như là thay hết mô bin, cảm biến cơ, cảm biến cam, thay không còn một cái gì đấy. Thậm chí là mình còn tháo hẳn cả hộp đen ra kiểm tra xem nó có bị lỗ một con chân diốt nào không, nhưng mà tuyệt đối không, bởi vì hộp đen nó tháo ra nó gần như là nó sáng, nó không có hiện tượng sùi, không có hiện tượng gì hết. Cứ tháo ra kiểm tra xong lắp vào nó lỗ một lúc rất ngon, lúc đầu lỗ rất ngon đấy, nhưng mà chỉ lỗ được một lúc là tình trạng nó lại bị bỏ mất hai máy. Thì theo như các bạn thì phán đoán là con này nó bị bệnh làm sao, mà gần như là thay hết, kể cả như là kiểm tra dây mát động cơ có thiếu hay không, rồi là dòng điện nạp ắc quy có đủ hay không, xem máy phát sạc ra bao nhiêu để cho nó đủ dòng điện, nhưng mà tất tần tật những cái gì về điện là đã làm. Đấy là một cái kinh nghiệm là tôi chia sẻ cho các bạn một cái bệnh này. Cái cuối cùng ấy, là tìm được ra bệnh là đến lúc là cái mình đã làm đến ngày thứ mấy rồi, gần như là một tuần này, là thấy chán lắm rồi đấy, gần như là có nghĩa là có những cái gì là mình muốn thay là mình thay gần như hết rồi mà không hết bệnh. Mà cái hiện tượng này nó lại không phải là, ví dụ như không phải là do với động cơ, ví dụ động cơ bảo nó bị bó cái kia, bó xăng măng hoặc là bó biên hoặc gì đấy thì đấy thì không phải, mà cái hiện tượng nó lại chỉ cứ khi nào mà cái nó bỏ mất hai máy ấy, thì là y rằng là cái đèn báo lỗi bắt đầu loạn nhấp nháy. Lúc đấy gần như là nó bỏ hai máy này, ga nó không lên, máy nó lỗ rung bần bật. Thế đến lúc mà bắt buộc con này là phải mình làm toàn bộ bằng cái phần chưa hỗ trợ đến máy thì không được nữa. Cuối cùng là phải nhờ đến cắm máy độc lỗi. Thì cắm máy độc lỗi cái là ra bệnh ngay. Cho nên là nhiều lúc là nó có máy nó hỗ trợ được mình, nó rất là hay. Nó cái máy nó chuẩn đoán, nó khoanh vùng cho mình được, mình xác định được cái vị trí cái bệnh hoặc là cái mình cần phải xử lý. Nó bị rất đơn giản thôi. Con này là kiểu trước đây ấy, là cái chìa khóa khởi động thì đã bị làm lại, mà trong khi đó cái chìa zin của nó là nó bị mất, mình phải làm lại cái chìa đấy. Mà không hiểu tại sao mà sau khi mình làm máy xong thì nó lại mới bị hiện tượng này, bởi vì trước đây nó vẫn chạy bình thường, nó chạy từ lúc người ta sử dụng cái chìa khóa,
đến lượt mình làm máy thì bắt đầu nó mới xảy ra tình trạng này. Đấy là một cái mình phải tìm hiểu. Thì cuối cùng là tìm được ra cái bệnh cái là về là ăn ngon ngủ yên. Về sau nó bị lỗi ở cái phần ổ khóa. Cái đấy là không tìm được cái chìa zin mà nếu muốn chạy lại phần mềm thì không cần thiết, bởi vì xe nó cũ rồi, không cần chạy lại phần mềm, không cần cài đặt lại phần mềm, bởi vì cái chìa khóa nó không được zin rồi. Thì cuối cùng là phải đấu tắt lại ở cái phần vành từ của cái chìa khóa đấy. Sau khi đấu xong cái là máy miếc lỗ ok, lại trở về trạng thái ban đầu. Thì đây là tôi chia sẻ cho anh em một cái bệnh. Anh em nếu mà tình trạng mà có gặp thì hoặc là có sau này mình có những cái trường hợp mà mình làm nghề ấy, mình sẽ đúc rút được ra những cái kinh nghiệm. Nói câu chuyện này là tôi chia sẻ cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào các bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh hoặc vào group thợ sửa ô tô. Link tôi đã để ở phần mô tả. Anh em vào cái group này thì có thể chia sẻ được các cái câu hỏi mình muốn hỏi. Trong cái group này nó rất là nhiều anh em thợ đã có kinh nghiệm lâu năm, thì các anh em thợ đấy là có thể tư vấn cho các bạn.